Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Con Tôm Nhì, đoạn số 5, từ câu 11 cho đến câu số 15. Xin kính mời Thánh Chúa theo dõi lời của Chúa và tôi xin được khuyên rằng: Vậy, chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái chỉ khoe mình về chúng tôi. Tặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng. Và hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Tôi xin đọc lại câu số 5 một lần nữa. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta thấy tình yêu của Chúa quá lớn lao, và tình yêu đó được bày tỏ qua cái chết của cứu Chúa Giêsu. Trong phần kinh thánh này, đây là lá thư của sứ đồ Phaolô, ông viết gửi cho hội thánh tại thành Côrintô. Phần thứ nhất trong bài học này, để sống cho Chúa, người đó phải biết Chúa đáng kính sợ. Để biết Chúa đáng kính sợ, và trong phần kinh thánh này, ở tại hội thánh Côrintô lúc bây giờ, có rất nhiều giáo sư giả. Họ đã dạy những cái giáo lý sai trật để làm cho cái đức tin của những tín hữu tại thành Côrintô làm rơi đi đối với Chúa, những giáo lý sai trật đó để làm ảnh hưởng đến đức tin của những người tín hữu tại thành Côrintô. Trong câu số 11 này, không có lẽ Phaolô nói khoe mình về ông kính sợ Chúa, nhưng tất cả những người tin Chúa đều kính sợ Chúa. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái gì khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng. Để kính sợ Chúa, để hầu việc Chúa, người đó phải biết Chúa đáng kính sợ. Để rồi chúng ta bởi sự kính sợ Chúa, tôn kính Chúa, để chúng ta hầu việc Chúa hết lòng, anh em ạ. Một đối tượng để chúng ta hết lòng, chúng ta phải biết Ngài là ai. Ngài là Đấng đáng kính sợ, đáng tôn trọng, không? Đáng để chúng ta hầu việc, anh em ơi. Nhưng không phải chúng ta sống cho Chúa với một con người tầm thường, với một suy nghĩ bình thường, tầm thường. Nhưng ta phải biết Đấng mà chúng ta sống cho Ngài đó làm Đấng đáng kính sợ. Cho nên sứ đồ Phaolô ông muốn phô bày bày tỏ điều đó cho những người tín hữu tại thành Côrintô. Và trong kinh thánh Mác đoạn 12 câu 30, lời Chúa nói gì? Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta không thể đến với Chúa bằng một tấm lòng lừa vờ. Hết tấm linh hồn, hết tấm lòng mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Bởi vì Đấng đó đã chết cho chúng ta, anh em ạ. Để biết Đấng đó là Đấng đáng kính sợ, chúng ta mới sống cho Ngài được. Và cảm ơn Chúa. Phần tiếp theo, sứ đồ Phaolô, đây là một người sứ đồ được đầy ơn. Ông đã tận hiến cho Ngài. Phần thứ hai ở đây tôi muốn nói, để sống cho Chúa, người đó phải cảm nhận tình yêu của Chúa cách sâu xa. Lời của Chúa nói ở trong câu số 13. Và hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Tại sao sứ đồ Phaolô và những người hầu việc Chúa với ông cuồng nhiệt? Ông cuồng nhiệt bởi cớ tình yêu của Đấng Christ cảm động ông. Vậy thì tình yêu của Đấng Christ là tình yêu như thế nào? Tình yêu của Đấng Christ là yêu, là chết cho kẻ mình yêu.
tình yêu của Đấng Christ khác với tình yêu của con người. Cho nên là đây sứ đồ Phaolô nói hoặc chúng tôi cuồng ấy là vì Đức Chúa Trời, chúng tôi dè dữ ấy là vì anh em, vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Tình yêu của Đấng Christ là tình yêu chết cho kẻ mình yêu. Tình yêu Đấng Christ là tình yêu khác biệt. Tình yêu đó đang cảm thúc sứ đồ Phaolô. Và tôi tự hỏi, anh em ơi, vậy làm sao để được tình yêu Đấng Christ cảm động? Trước hết, bạn phải cảm động tình yêu đó. Bạn không cảm động tình yêu Đấng Christ, tình yêu đó không bao giờ cảm động bạn. Để cảm động tình yêu Đấng Christ, người đó phải cảm động tình yêu của Đấng Christ. Để được tình yêu Đấng Christ cảm động, người đó phải cảm động tình yêu của Đấng Christ, anh em ạ. Khi anh em thấy trong mối quan hệ của chúng ta, khi bất kỳ người nào cho chúng ta một món quà nào, thì chúng ta dường như cũng sắm sửa những món quà tương ứng để biếu lại, tặng lại người đó. Tại sao? Bởi vì chúng ta muốn bày tỏ cái tấm lòng của chúng ta với người đó, cũng như tấm lòng của người đó với chúng ta. Vậy ở đây sứ đồ Phaolô, ông cuồng nhiệt. Tại sao ông có thể cuồng nhiệt hầu việc Chúa say mê? Bởi vì tình yêu của Đấng Christ thôi thúc ông, cảm thúc ông, thúc giục ông. Thậm chí ông nói ông có thể chết cho Chúa, anh em ạ. Ông nói ở trong Galati đoạn 2 câu 2 rằng: nay tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là sống trong sự yêu thương của Con Đức Chúa Trời chết vì tôi. Bởi tình yêu Đấng Christ cảm thúc ông, bởi vì ông cảm nhận tình yêu đó một cách sâu xa, một cách sâu lắm, anh em ạ. Ông nhận biết tình yêu Đấng Christ đã chết cho ông, ban cho ông tình yêu đó mà ông không xứng đáng. Ông nói là ông là một người sứ đồ không xứng đáng. Ông là một người không xứng đáng và Chúa yêu ông, thậm chí chết cho ông. Trên sứ đồ Phaolô, ông đã được thôi thúc vì tình yêu của Đấng Christ cảm động, thúc giục, thôi thúc tôi. Đó, lên cho gì? Nên lại, nếu và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Tình yêu Đấng Christ đã chết cho kẻ mình yêu. Và nếu Đấng Christ không chết, thì chúng ta phải chết. Nếu Đấng Christ không chết, chúng ta không được cứu, anh em ạ. Và nhìn trên thập tự giá, chúng ta thấy biểu tượng tình yêu của Đấng Christ quá mực. Cho nên cái bài thánh ca: vì Ngài yêu con quá nhiều và chết thế cho con. Kính thưa anh chị em, Phaolô ông đã cảm nhận tình yêu, và lời của Chúa có chép ở trong Roma đoạn số 5 câu số 9: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì cho nhau, người đó phải xứng đáng nhận được cái điều chúng ta làm. Nhưng Đấng Christ yêu chúng ta đang khi chúng ta còn là kẻ có tội. Anh em chúng ta suy lược xem tình yêu của Chúa như thế nào. Ngài yêu kẻ, cả kẻ đông Ngài. Ngài yêu kẻ có tội. Và đang khi chúng ta còn là kẻ có tội thì Đấng Christ đã đi chết cho chúng ta. Thật thế, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chết, chịu chết vì kẻ có tội. Ngài chết cho kẻ có tội, anh em ạ. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, tình yêu của Ngài. Và bởi cái tình yêu đó, sứ đồ Phaolô ông hầu việc Chúa cách hết lòng, anh em ạ. Dường như ông sống cho Chúa, ông tận hiến cuộc đời của ông cho Ngài. Vậy để sống cho Chúa, người đó phải cảm nhận được tình yêu của Chúa và được tình yêu Đấng Christ cảm động người đó, thôi thúc người đó, anh em ơi. Không có gì bằng tình yêu. Một mối quan hệ của vợ và chồng cũng vậy. Khi người vợ phục vụ chồng, người chồng phục vụ người vợ, đó bởi vì yêu. Và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa muốn chúng ta sống cho Ngài bởi Ngài yêu chúng ta. Tình yêu đó đã chứng minh bằng cái chết của Chúa trên thập tự giá. Và kính thưa anh chị em, phần thứ ba của bài học này, tôi muốn học: để sống cho Chúa, người đó phải hiểu rõ Chúa đã chết cho mình. Trong câu số 14, câu số 15: lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Lại Ngài đã chết cho mọi người, không phải chết cho mục sư, không phải chết cho một con người nào,
nhưng chép cho cả những người lớn tuổi, người nhỏ tuổi đang ngồi tại đây đây. Và Kinh Thánh nói gì? Lại Ngài đã chép cho mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa. Các anh chị em, Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài yêu chúng ta và Ngài chết để tội cho chúng ta. Ngài chết để chúng ta được cứu, Ngài chết để chúng ta được sống. Vậy Kinh Thánh nói rằng Ngài đã chết cho mọi người thì sao? Để thì mọi người sống không sống vì chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết cho mình. Vậy thì điều đó ở đây chúng ta phải biết sao? Tình yêu của Chúa quá lớn lao. Ngài chết cho chúng ta, anh em ạ. Ngài chết cho chúng ta để rồi chúng ta phải hiểu rõ tại sao Ngài phải chết cho chúng ta. Và nếu Ngài không chết thì chúng ta phải như thế nào đây? Cho nên ở đây Chúa đã bày tỏ tấm lòng của Ngài yêu chúng ta và chết cho chúng ta. Để sống cho Chúa, trước hết chúng ta phải sống với Chúa. Thứ hai, sống giống Chúa. Và thứ ba, mới sống cho Chúa. Khi tôi xin ngẫm về cái đoạn Kinh Thánh này, tôi nói rằng Chúa ơi, con muốn sống cho Ngài. Nhưng anh chị em ơi, các cái giáo phệ chủ khác, cái tôn giáo khác, thần của họ không có một cái nhận biết gì hết, thần của họ là chết. Nhưng Chúa của ta là Đấng sống. Ngài cứu chúng ta không phải để Ngài chỉ ban cho chúng ta sự sống ở đời, nhưng trong những ngày trên đất này, Ngài muốn chúng ta và Ngài có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Bạn không thể sống cho Chúa một khi bạn chưa sống với Chúa. Sống với Chúa là sống mới một cái mối quan hệ với Chúa. Bạn không chỉ đến Chủ nhật, đến nhóm ạ, nhưng hàng ngày bạn cầu nguyện với Chúa, bạn đọc lời của Chúa, bạn trò chuyện với Chúa. Cái mối quan hệ của người vợ và chồng mỗi ngày gia tăng, người vợ yêu chồng, người chồng yêu vợ ấy lòng, đó là cái mối quan hệ mỗi ngày chúng ta trò chuyện với nhau. Chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta sống với nhau, để rồi cái tình yêu đó càng ngày gia tăng. Vậy để sống cho Chúa, người đó phải sống với Chúa, đúng không? Bây giờ một người tin Chúa mà chả bao giờ đọc lời của Chúa, một người tin Chúa mà chẳng nói chuyện với Chúa, thử xem một cặp vợ chồng mà một ngày người ta không nói chuyện với nhau thì chúng ta có yêu nhau không? Không, anh em ạ. Để hiểu Chúa, chúng ta phải sống với Chúa và có mối quan hệ với Chúa. Tại sao mình có thể sống được cho Chúa? Bởi vì khi chúng ta sống với Chúa, chúng ta mới biết được ý muốn của Ngài. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta mới biết được ý muốn của Ngài muốn chúng ta làm gì. Được không? Bây giờ tôi muốn sống cho Ngài, nhưng tôi không biết được ý muốn của Ngài, tôi không thể sống cho Ngài. Bạn ạ, cho nên để sống cho Chúa, người đó phải có mối quan hệ với Chúa, người đó phải sống với Chúa. Điểm thứ hai, để sống cho Chúa, người đó phải sống giống Chúa. Anh chị em ơi, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, Ngài đã sống cho Đức Chúa Trời, anh em ơi. Chúa Giêsu, Ngài đã sống cho Đức Chúa Trời, Ngài đã phong phục Đức Chúa Trời, tự hạ mình xuống, từ bỏ thiên đàng đến trần gian này để mặc lấy hình con người, mặc hình tối tớ để chết trên thập tự. Và ở trong lời của Chúa, ở trong Tin Lành Giăng đoạn số 10, câu số 17 và 18. Này, tại sao cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Anh em ơi, Chúa Giêsu đã sống cho Đức Chúa Trời bởi vì Ngài yêu Đức Chúa Trời. Thế gian phải biết rằng, này, tại sao cha yêu ta? Và vì ta đã phó sự sống mình. Và Chúa Giêsu yêu Đức Chúa Trời, rồi Ngài sẵn sàng để vâng theo mạng lệnh của Ngài, của Đức Chúa Trời, để xuống trần gian này chết thế cho chúng ta. Bởi tình yêu, và Chúa Giêsu yêu cha, và Ngài làm theo điều cha phán dặn, anh em ạ. Và ở đây cũng vậy, làm sao chúng ta có thể sống cho Chúa? Chúng ta phải sống giống Chúa. Để sống giống Chúa là sống một cuộc đời từ bỏ, một cuộc đời phải đi đầy thách thức, đầy hy sinh. Không dễ để sống cho Chúa đâu anh em. Một khi bạn chưa sống giống Chúa, bạn không thể sống cho Chúa được. Chúa Giêsu đã từ bỏ, Ngài đã hy sinh, từ bỏ thiên đàng cao sang để xuống trần gian. Ngài xuống trần gian này không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc. Anh em ơi, để sống cho Chúa, chúng ta hãy nước mắt lên để nhìn cái thập tự giá. Ta thập tự giá
ngài phải bị đóng đinh, ngài phải bị rủa xả, ngài phải đội mão gai, bởi vì ngài đang sống cho Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng ta có thể gì, Chúa có thể không lên thập tự giá, không ai bắt Chúa lên thập tự giá, nhưng bởi vì ta yêu cha. Để yêu Chúa thì bạn, để yêu Chúa bạn phải sống hết lòng với Chúa, bạn phải vâng lời Chúa anh em ơi. Không vâng lời Chúa bạn không thể sống giống Chúa được. Và Chúa Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha anh em ạ. Vậy thì chúng ta biết rằng lời của Chúa nhắc nhở bạn và tôi để sống giống Chúa, bạn phải trả giá, bạn phải đầy thách thức, bạn phải sống một cuộc đời từ bỏ anh em ơi. Và nhiều khi đức tin của chúng ta gặp nhiều những thách thức lắm anh em ơi. Chỉ cần chúng ta đi nhóm thôi, người nhà chưa tin, vợ tin Chúa, chồng chưa tin là có những sự kề cà kề giả, nhưng mà chúng ta phải trả giá và chúng ta phải sống giống Chúa Giêsu. Điều thứ ba ở đây, để sống giống Chúa cho Chúa thì tức là sống cho Chúa bạn phải trả giá, để đòi hỏi cái sự trả giá của bạn cao hơn từ cái mức độ sống với Chúa, sống giống Chúa và sống cho Chúa, nó đòi hỏi cái mức độ cao hơn, cao hơn anh em ạ. Nó không thể nào bạn sống với Chúa cách lừa bời. Cho nên ở đây chúng ta thấy mình phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Và kính thưa anh chị em, trong Kinh Thánh có rất nhiều tấm gương sống vì Chúa. Chúng ta thấy thứ nhất có cả Phao-lô, cả Abraham, ông đã từ bỏ quê hương. Và tôi chỉ dẫn chứng tiêu biểu thôi, Giê-rê-mi, anh em ơi. Giê-rê-mi ở trong đoạn 15, câu số 15, lời của Chúa nói gì? Giê-rê-mi đoạn 15, câu số 15. Hỡi Đức Giê-hô-va, ngài hiểu biết, xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi và trả thù những kẻ bắt bớ tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhị nhục. Ngài xin biết cho rằng tôi vì ngài chịu nhục như một người sống vì cớ Chúa đó anh em ơi. Tiên tri Giê-rê-mi, ông đã sống vì cớ Chúa, ông đã sống cho Chúa, vì cớ ngài mà tôi phải chịu nhục như. Sống cho Chúa là phải trả giá anh em ạ. Rồi chưa hết, sứ đồ Phao-lô, chúng ta theo dõi lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4, câu số 11, lời của Chúa nói gì ở đây? Cô-rinh-tô nhì đoạn 4, câu 11. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giê-xu Kít mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đấng Christ của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Cổ Phao-lô nói gì? Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Chúa Giê-xu. Ông không sống cho ông, nhưng ông sống cho Chúa Giê-xu. Và ông nói gì? Thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với gian cũng đã bị đóng đinh, bởi vì ông sống cho Chúa, vì cớ Chúa. Vậy thì vì cớ Chúa, người đó phải trả giá. Sống cho Chúa phải trả giá anh em ạ. Sống cho Chúa phải từ bỏ con người xác thịt, đóng đinh con người xác thịt anh em. Và các anh chị em, để sống cho Chúa, chúng ta hãy hết lòng yêu Chúa, không yêu Chúa lừa vời. Bởi vì cái tình yêu của Đấng Christ thôi thúc chúng ta, cảm động chúng ta, nhắc nhở chúng ta để sống cho Ngài. Và kính thưa anh chị em, Chúa Giê-xu có xứng đáng để chúng ta sống cho Ngài không? Trong bài thánh ca, Ngài đã chết vì tôi, Ngài đã chết vì tôi. Anh em ơi, chúng ta thử hỏi, có một điều nào giá trị hơn, cao quý hơn là sự chết của Chúa Giê-xu đối với chúng ta không? Tôi tin chắc rằng không có điều gì. Dù có một con người nào yêu bạn, dù có một mối quan hệ nào sâu xa nữa, thì không thể bằng cái tình yêu mà Chúa Giê-xu dành cho chúng ta. Ngài chết vì chúng ta, Ngài hy sinh vì chúng ta, Ngài từ bỏ thiên đàng vì chúng ta. Vậy Ngài có xứng đáng để chúng ta sống cho Ngài không? Và sống cho Ngài thì chúng ta phải kính mến Ngài hết lòng, kính mến Chúa, yêu mến Chúa hết lòng, thờ phượng Chúa hết lòng và hầu việc Chúa hết lòng. Và anh em ơi, tôi muốn cái câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta. Bởi sao? Khi chúng ta đi thờ phượng Chúa,
chúng ta hầu việc Chúa và chúng ta nói với chính chúng ta rằng vì Jesus Christ yêu tôi, chết cho tôi và bây giờ tôi muốn hầu việc Ngài. Anh em ơi, anh em đến đây để thờ phụng Chúa, anh em dâng hiến, anh em phục vụ, đó là chúng ta đang sống cho Ngài. Chúng ta không phải làm điều đó cho mục sư, chúng ta không phải làm cho một giáo hội, nhưng chúng ta đang làm vì cớ Chúa Giêsu chết cho chúng ta. Khi chúng ta khái niệm điều đó, chúng ta mới thực sự sống cho Ngài. Chúng ta càng suy ngẫm về tình yêu của Ngài, càng suy ngẫm về sự hy sinh của Ngài, sự chết của Ngài, chúng ta mới sống cho Ngài được. Và đó, tình yêu đó là động lực để chúng ta sống cho Ngài, anh em ơi. Ta sống cho Ngài. Nếu Ngài phải trả giá vì tôi, vậy bây giờ tôi có dám sống cho Ngài không? Cho nên ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói ở đây chúng ta thấy gì? Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Tôi hầu việc Chúa bởi vì Chúa chết cho tôi. Tôi đang sống cho Ngài, anh em ạ. Và tôi thử hỏi rằng, vậy thì chỉ có mục sư hay là những người hầu việc Chúa mới phải sống cho Ngài không? Không. Ở đây Kinh Thánh nói rằng vì Ngài đã chết cho mọi người, cho từ người lớn, người nhỏ, người nam, người nữ, người già, người trẻ, người giàu, người nghèo, người có học thức hay không học thức, Ngài đã chết cho mọi người. Và mọi người phải sống cho Ngài, sống cho Ngài. Cũng như mục sư Huy vừa ban tiệc thánh cho chúng ta nói rằng, khi chúng ta nhận tiệc thánh để chúng ta tưởng nhớ đến sự chết của Ngài, tình yêu của Ngài, sự chết của Ngài để nhắc nhở chúng ta. Cho nên khi chúng ta hầu việc Ngài, tôi làm bất cứ điều gì dâng hiến cho Ngài là bởi vì chúng ta nghĩ rằng, Chúa ơi, bởi vì Ngài chết cho con và bây giờ con muốn sống cho Ngài. Chứ không phải tôi dâng hiến cho mục sư, tôi không phải dâng hiến cho hội thánh hay cho một con người nào, nhưng bởi vì tôi muốn sống cho Ngài. Và bởi cái tình yêu, bởi sự hầu việc Chúa, chúng tôi được chứng minh bằng việc làm của chúng ta. Và chính điều đó sẽ thôi thúc chúng ta cùng Chúa hết lòng. Và kính thưa anh chị em, Chúa đã sống chết cho chúng ta và Chúa đang muốn chúng ta sống cho Ngài. Ngài nói, Ngài, những người kẻ còn sống không vì chính mình sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Cho nên để sống cho Chúa, chúng ta không còn ham mê thế gian này nữa. Sống cho Chúa là sống mục đích, sống cho mục đích của Chúa. Chúng ta không sống mục đích cho chúng ta. Sống cho Chúa là sống cho sứ mạng của Chúa. Và Chúa nói điều gì anh em ơi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28, hãy đi dạy dỗ cho muôn dân và biến muôn dân trở nên môn đệ của Ngài. Hãy đi. Sống cho Chúa là ra đi. Sống cho Chúa là dâng hiến. Sống cho Chúa là từ bỏ, anh em ạ. Hãy đi để dạy dỗ muôn dân, biến muôn dân làm môn đệ. Hãy đi để giáo báo sự chết của Chúa Giêsu cho mọi người, để mọi người được cứu, anh em ạ. Và kính thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về tình yêu đó, tình yêu không rời bỏ. Và cảm ơn Chúa để nhắc nhở chúng ta điều này. Tôi ước ao chúng ta mỗi ngày hãy nói cho linh hồn chúng ta rằng Chúa Giêsu yêu tôi đến nỗi Ngài chết cho tôi và bây giờ tôi muốn sống cho Ngài. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa buổi sáng nay muốn nhắc nhở đời sống của ông bà, anh chị em và tôi. Nếu như trong những ngày qua, có đôi lúc chúng ta sao nhãng, có những lúc tấm lòng chúng ta nguội lạnh, có những lúc vì hoàn cảnh, không phải một mình chúng ta phải đối diện Covid và cả thế giới, có những lúc chúng ta lo lắng, bất an. Nhưng mà anh em ơi, Chúa nói rằng, ý tưởng của Ngài đối với ý tưởng của chúng ta là bình an, không phải tai họa. Những cái bài về lời của Chúa buổi sáng nay nói, cho dù có những cái điều xảy ra với chúng ta dường như không đúng đẹp với chúng ta, không phù hợp với chúng ta, nhưng anh em ơi, Chúa biết điều gì cho chúng ta. Ngài nhìn thấy cả tương lai của chúng ta. Nhưng điều quan trọng là tôi đang đeo đuổi mục đích sống cho Chúa. Thế nên sứ đồ Phaolô ông nói gì ở trong Timôthê? Ông nói gì? Tôi bỏ mọi sự lại đằng sau, tôi bươn lại đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy về sự để đạt sự kêu gọi của Chúa ở trên trời. Bởi sống cho Chúa, Phaolô từ bỏ mọi sự, ông nhắm một mục đích thôi, sự kêu gọi của Chúa ở trên trời để ông sống cho Chúa. Bởi có đó
ông bỏ mọi sự đằng sau. Đối với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày có rất nhiều điều để chúng ta đeo đuổi. Nhưng anh ơi, cái mục đích duy nhất, dành nhiều thời gian nhất, dành nhiều trí tuệ nhất, dành nhiều năng đó là sự kêu gọi của Chúa. Đó là sự hầu sống cho Chúa anh em ạ. Chúng ta có rất nhiều điều để làm, nhưng hãy ưu tiên, điều đầu tiên đó là tìm kiếm Chúa. Có một mối quan hệ mật thiết với Chúa. Tôi muốn nhắc lại, để sống cho Chúa, chúng ta phải sống với Chúa. Để sống cho Chúa, chúng ta phải sống giống Chúa, thì chúng ta mới sống được cho Chúa. Tôi bao qua lời của Chúa buổi sáng nay để nhắc nhở ông và anh chị em và tôi. Cho dù thời khắc có ra sao, nhưng Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài có một chương trình tốt lành của chúng ta. Cha vật xác của chúng ta còn biết cho chúng ta những điều tốt, huống chi Cha ở trên trời không ban cho chúng ta những điều tốt sao? Đời sống của bạn phải trả một giá rất đắt, Chúa phải đổ huyết ra để mua mạng sống của bạn. Ngài há để cho bạn sống vơ vất vưởng trên thế gian này sao? Cuộc đời của bạn, tương lai của bạn nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Bạn có thể mua một thứ đồ có đắt giá, bạn trao chuốt, bạn gìn giữ, bạn ủng ấm. Vậy thì bạn đã được mua một giá rất đắt rồi. Vậy Chúa không gìn giữ chúng ta hay sao? Cho nên hãy nói với hoàn cảnh rằng Chúa Giêsu, Ngài đã có một chương trình tốt lành cho tôi. Và tôi muốn dành một chương trình kế hoạch của đời tôi cho Ngài. Bởi vì Ngài đã chết cho tôi. Và bây giờ, để kết thúc bài giảng, tôi muốn mọi người đều đứng lên. Chúng ta nói với người bên cạnh rằng Chúa Giêsu yêu bạn, đến nỗi chết cho bạn. Và bây giờ Chúa muốn bạn sống cho Ngài. Chúng ta có thể nói hai người với nhau. Và bây giờ bạn phải sống cho Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và tôi muốn rằng mỗi buổi sáng chúng ta hãy nói, xin tăng một đồng ngồi ạ. Mỗi buổi sáng chúng ta hãy nói với chính chúng ta rằng Chúa Giêsu yêu tôi, đến nỗi Ngài chết cho tôi. Và bây giờ tôi muốn sống cho Ngài. Và đó là Chúa Giêsu là nguồn lực cho anh chị em và tôi để sống cho Ngài mỗi ngày bước đi. Vậy vì Chúa đã chết cho tôi muốn sống cho Ngài. Chúa Giêsu là nguồn lực để thúc đẩy chúng ta bước đi và sống cho Ngài mỗi ngày kết quả hơn nữa. Cảm ơn Chúa, Ngài Chúa Giêsu, Ngài xứng đáng để chúng ta sống cho Ngài. Và đến Chúa trong sự phòng vệ và dâng đời sống của chúng ta cho Chúa. We'll be right back.